Yo, xin chào tất cả các sếp đã đến với channel của mình và mình là Tuấn Vàng Review. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà build một cái đội hình của cái game Green Belly. Hiện tại thì mình cũng đã mua thử một hero và mình chơi xem như nào và theo dõi xem cái nền kinh tế trong cái game này nó có thực sự là ổn định hay là không. Thì lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay thì cái game này bắt đầu nó mới mở cái phiên bản mainnet, phiên bản chính thức. Thì cho nên là mình cũng chưa tính gì được nhiều anh em ạ. Một lát nữa mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn về cái reward ở trong cái game này mà cái đội dev người ta thông báo và cũng như cái cách mà nhận được cái reward đó. Ok, thì đầu tiên là các bạn sẽ truy cập vào cái trang web này này, greenbelly.io. Thì mình sẽ để cái link web này dưới cái phần mô tả video đó. Sau đó thì anh em sẽ vào cái phần NFT market này này đó, đây dành cho những người mới nha, còn anh em nào biết thì bỏ qua cái phần này đó. Thì ở đây nó có những cái độ hiếm này anh em này, có các hệ này, anh em có thể thấy đây là hệ kim loại này, gỗ này, nước này, lửa này và đất này đó. Thì nó cũng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, và cái độ hiếm của nó cũng sẽ có common, uncommon, rare, epic, legend và mythic đó. Thì hiện tại thì mình khuyến khích anh em mới gia nhập vào game ấy, thì anh em nên đầu tư với một cái số vốn nhỏ là anh em sẽ mua common hoặc là uncommon. Hiện tại thì mình cũng đã mua uncommon đó, với cái giá hôm mình mua là 250, nó sẽ dao động theo cái giá trị của token anh em nhé. Nó và khi anh em chọn ấy thì anh em sẽ ấn vào, ví dụ anh em muốn mua common thì anh em sẽ ấn vào cái common đây. Thì mình sẽ mở cái này để mà cho anh em cái cách mà anh em có thể build được cái đội hình nhé. Thì cái này là mình có lấy của cái bạn mod hay là cái bạn AD ở trong cái nhóm Telegram của cái dự án Green Belly này nhé, chứ không phải là cái của mình đâu đó. Thì đây, để mà chơi được cái game Green Belly này thì các bạn cần phải tối thiểu là một hero, và nếu như các bạn muốn để cho nó sinh sản ấy thì các bạn sẽ cần phải hai hero này. Và nếu mà để mà đủ một cái team gồm có một main này và hai support thì các bạn cần phải có ba, và cần 8 cái hero để mà có hồi phục năng lượng. Thì 8 hero nếu mà các bạn mua ăn common hết thì nó phải rơi vào một đội hình rơi tầm khoảng 2.400 đô, thì nó phải rơi tầm khoảng 60-70 triệu một đội hình đấy, chứ nó không phải rẻ đâu. Còn nếu mà common thì nó sẽ rẻ hơn, nó rơi tầm khoảng 800 đô thôi anh em ạ, nó tầm khoảng 100-150 một con đấy. Và nó sẽ tùy vào cái thuộc tính của nó. Thì về cái thuộc tính nó thì một lát nữa mình sẽ nói thêm. Và về cái phần lợi nhuận thì họ đang ước tính là 20 ngày đấy. Và cái token in game ở trong cái game này là G Fruit đó. Thì cái token này hiện tại chưa lít nha anh em nha. Và cái tiêu chí để mà anh em có thể là xây dựng được một cái đội hình nhá, đây thì nó sẽ gồm này, dam là trên 110 này, cái độ crit ấy, thì càng cao càng tốt này, để mà đi PvE này đó. Và cái gen thì trên 0.85 thì rất là tốt để mà sau này anh em sẽ up level đó. Và anh em khi mà chọn tướng thì anh em sẽ chọn common này, có cái body part là chữ màu tím, hoặc là anh em mua uncommon thì cái phần body part là cái chữ màu đỏ, để sau này anh em có thể là nhân giống và dung hợp, tức là ép các cái tướng vào với nhau ấy để tạo ra một cái con tướng nó khủng hơn đó. Và hero cùng hệ với cái quái thì sẽ được cộng đam PvE khi mà anh em PvE này. Hai hero support thì tăng đam cho hero chính này dựa theo cái chỉ số sao và cái cấp độ hiếm, và theo cái ngũ hành này, tức là theo cái hệ. Để mà nhân giống thì anh em cần hai cái tướng này, hai cái hero cộng với cả token Green Belly và cái token trong game này nữa. Đấy. Game hiện tại thì đang chơi trên máy tính anh em nhé. Còn nếu mà anh em dùng điện thoại để chơi thì anh em nên sử dụng cái Kiwi Browser này. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vào phần chi tiết hơn để cho các bạn dễ hiểu hơn nhé. Mình sẽ chọn đúng giống như kiểu là cái đội mod, đội AD ở trong cái game này người ta tư vấn. Đó, thì ví dụ như bây giờ mình đang chọn con ăn common đi nhé. Mình chọn con ăn common thì bây giờ mình sẽ để này, anh em sẽ sort bài này, anh em sẽ để từ cái giá thấp đến giá cao để cho mình lựa chọn, bởi vì cũng có nhiều ông ảo giá, các ông cũng không biết để giá kiểu gì. Rõ ràng con tướng của mình rõ là cùi nhưng mà đặt đặt tận mấy nghìn đô, cho nên là nó xảy ra cái trường hợp là giá nó rất là cao. Chứ còn nếu mà anh em mà để ý một chút ấy, thì anh em sẽ biết cái cách mà định giá trên chợ. Đấy, đây, ví dụ như anh em chọn nhé. Về cái phần gen này, phần gen thì con này quá tốt rồi, một là cao nhất anh em ạ, thấp nhất là 0.5 và cao nhất là một đó. Thì anh em cứ chọn là 0.85 trở lên về cái phần gen này là ok đấy. Còn cái phần dam thì cứ trên 110 nha anh em, con này 120 là ok này. Phần crit dam thì hình như mắc là 155 hay sao ấy, mình cũng hôm trước mình xem con mythic thì hình như là mình thấy 155 đấy, còn thấp nhất hình như là 130 đó. Thì mình cứ tầm khoảng 140, 145 này là ok, thì mình cảm thấy ok. Đấy, còn về cái phần phần body part này nhá, thì anh em sẽ chọn những cái chỉ số này. Riêng uncommon thì anh em sẽ chọn cái phần là chữ đỏ, còn common thì anh em sẽ chọn phần chữ tím.
Thì tại sao nó lại là hai cái chữ đó thì mình sẽ cho anh em xem về cái bảng này. Đây. Đây. Tại sao mình lại chọn cái đó? Cái body part kia ấy, thì về cái phần đỏ uncommon ấy, nó có những cái chỉ số đỏ là cái chỉ số của Legion. Đó, còn common nó chọn những cái chỉ số tím là chỉ số Epic. Thì những cái chỉ số này nó rất là tốt. Và đây là cái quan điểm cá nhân của mình, khi mà mình chọn nhé, thì mình sẽ ưu tiên các cái chỉ số là ví dụ như lag này, thì nó sẽ tăng cái chỉ số crit khi khi mà anh em đi đánh, nó tăng được cái chỉ số crit này. Và cái decor này anh em nhé, đấy là hai cái chỉ số mà mình cực kỳ quan tâm luôn. Đấy, là nếu mà anh em chọn uncommon thì hai cái chỉ số này màu đỏ thì là rất là tốt. Mà nếu mà một con uncommon mà có hai cái chỉ số này thì cực kỳ tốt luôn. Bởi vì khi nó đánh ấy, thì nó sẽ rất là mạnh và nó sẽ liên tục crit dam. Giống như mình chơi game ấy, thì mình hay mình chơi Liên Minh Huyền Thoại ấy, mình hay kiểu cầm AD thì mình sẽ thích kiểu build cái đồ nó theo cái crit dam, thì mình bắn nó sẽ cảm giác như nó nổ. Mình lại thích cái đấy, thì cái này là quan điểm cá nhân thôi. Còn sẽ tùy thuộc vào anh em sẽ thích, ví dụ như anh em thích he là màu đỏ, hoặc anh em thích phây, thích cái chỉ số thông minh giúp mà tăng đam khi mà anh em nâng cấp đó. Còn mình thì mình chọn lag này, hen và decor thôi đấy. Còn tăng tốc level này cũng được, về cái hen này cũng được đó. Nói chung là khi anh em chọn một cái con tướng ấy, thì anh em nên để ý đến các cái chỉ số body part đấy. Đây ví dụ như con này là con này cũng khá là ok đối với một con uncommon này. Đây, có 200 đô đấy, lag này, hen, lag hen này. Con của mình thì cũng tương tự như này, nhưng con của mình mua là 2.000 ngày hôm qua, thì lại hôm nay lại giảm giá một chút rồi. Đấy. Hôm qua là mình mua là 220 đô, thì hôm nay là còn 200 đô thôi. Con của mình như này, nhưng mà con của mình cái chỉ số gen này là 9 cơ, và đam này toàn 145. Đấy, anh em phải xem cả hai bảng này nhá. Đó, anh em cần phải xem cái bảng này để mà soi nó kỹ. Còn anh em thích chỉ số nào như mình vừa mới nói đó, thì anh em sẽ chọn theo cái chỉ số đó. Đây, đây là các cái tướng đây. Đấy, còn bình thường nếu mà như bây giờ anh em vào chơi, anh em chỉ cần một tướng anh em đã chơi được rồi. Còn nếu như anh em nào mà muốn sinh sản ấy, tại vì bây giờ cái chế độ sinh sản nó cũng chưa có, cho nên là sau này ấy, mình hiện tại thì mình đã chọn mua một con tướng rồi, nó cũng như này, thì sau này mình sẽ mua thêm một cái con nữa. Nếu mà cái game này cái nền kinh tế của nó ổn định ok và nó có hướng đi lâu dài, thì mình sẽ mua thêm một con nữa để mình nhân giống. Thì cái con đầu tiên của mình là mình đã chọn ra cái chỉ số màu tím ở những cái chỉ số nào mạnh rồi, thì mình sẽ chọn cái con còn lại là nó sẽ bù đắp lại cái phần thọt của cái con mà mình vừa mới mua, đúng không? Ví dụ như mà mình mua cái con này đang thọt phây này, con này thọt phây là uncommon, nó là cái là màu xanh lá cây đấy, và cái he và cái decor, thì lần sau mình sẽ mua một cái con có cái chữ đỏ hoặc là chữ tím, thì cái phần phây và phần he này và phần decor này nó sẽ là phải là chữ tím hoặc chữ đỏ, để cho nó có thể cân bằng giữa con bố và con mẹ. Thì khi đẻ ra con thì nó sẽ có cái thuộc tính của con bố hoặc là con mẹ đấy, đúng không? Thì con của mình nó sẽ khỏe hơn. Chứ còn nếu mà mình mà chọn linh tinh ấy, cái phần chọn tướng thì nó rất là quan trọng để mà anh em có thể nhận được cái reward trong game nhá. Đấy, ok, thì bây giờ mình sẽ vào trong cái phần game này để mình giới thiệu cho anh em nhá. Đây, khi anh em truy cập vào game này, anh em sẽ vào cái trang web này play.greenbelly.io, mình sẽ để dưới cái phần mô tả video của mình luôn. Và sau đó thì anh em sẽ cần phải connect với cái wallet, đúng không? Đây, cái MetaMask thì bắt buộc anh em cần phải có một cái MetaMask thì anh em bắt đầu mới chơi được nhá. Còn cái cách mà tạo MetaMask như nào ấy, hay là cái cách connect với cái ví như nào, thì anh em có thể xem lại những cái video trước của mình có hướng dẫn rồi. Đấy, game hiện tại thì rất là mượt nhá, game vừa ra nhưng mà mượt phết. Đây là cái giao diện của game này. Hiện tại thì là dung hợp thì chưa có này, nhân giống cũng chưa có này, Green Meta này cũng chưa có này. Đấy, còn phần Hero List này là cái phần mà mình sở hữu tướng, thì đây là cái con Hero của mình. Đấy, nhìn rất là yêu luôn anh em này. Nó là một con cây, nhưng mà hệ thì hệ gì đây? Con này là hệ gì? À, con này cũng là hệ hệ gỗ này, hệ mộc này. Đó. Và đây là các cái chỉ số của tướng của mình nhá. Gen 0.9 này. Đấy. Và khi anh em chơi một ngày, anh em sẽ chơi được 8 lần một con tướng này nhá. Và mỗi lần để mà hồi được cái chìa khóa, mỗi lần hồi được cái mana này, nó sẽ mất vào 4 tiếng anh em nhé. Đấy, và đây là cái đồng đồng coin ở trong game này, cái đồng Z Fruit lúc nãy mình nói đấy. Đó. Còn đây là cái reward của mình, là ngày hôm nay là mình đã đánh được 4.000 rồi. Thì sau 5 ngày nữa thì mình sẽ có quyền rút của cái đồng này. Và cái quyền rút của cái đồng này thì nó sẽ được tính theo cái bảng này. Thì hôm nay cái đội dev người ta thông báo cho mình nhá. Đây này. Người ta thông báo cho mình đây.
phần thưởng sẽ bị khóa 5 ngày này trước khi chúng ta có thể nhận này, và giá trị rút tối thiểu là 100 cái Z-Flut này, Z-Flut này là tương đương với gần 100 đô, bởi vì cái giá của cái đồng token này sau khi nó ra ấy, là nó sẽ tương đương với là 0,001 đấy, và nó sẽ tùy vào cái biến động nhé anh em nhé. Và để được rút tiền miễn phí ấy, thì anh em cần phải rút tiền cách nhau ít nhất là 10 ngày đấy. Nếu mà rút trong vòng 10 ngày kể từ lần rút cuối cùng thì phí rút tiền nó sẽ như này này. Ngày đầu tiên thì anh em rút sẽ mất 50% phí, ngày thứ hai mất 45, ngày thứ ba mất 40, ngày thứ tư mất 35, ngày thứ năm mất 30, ngày thứ sáu mất 25, và đấy nó cứ dần dần nha, đến ngày thứ 10 anh em chỉ còn mất 5% mà thôi đó. Và sau 10 ngày thì là chúng ta chắc là không mất phí nữa. Đây thanh năng lượng thì hồi 4 ngày rồi. Và nếu như anh em nào mà bị đăng nhập lỗi thì anh em sẽ phải xóa cái bộ nhớ đệm này và làm mới và đóng cái trình duyệt thì anh em sẽ vào lại được nhé. Đó, bây giờ mình sẽ vào mình chơi một trận cho anh em xem. Hiện tại mình chỉ còn có một trận thôi. Đây, anh em ấn vào cái chỗ battle này, nó sẽ hiện ra PvE này, còn PvP cũng chưa có nhé. Đó. Thì cái game này nó có một cái cuốn ở cái chỗ là chúng ta sẽ cần phải chọn bài, thì nó cũng là một cái cách mà đấu trí, ví dụ như hiểu các cái thần bài ấy anh em. Anh em xem phim thần bài ấy, thì anh em sẽ hiểu được cái cách mà mình sẽ chọn bài. Thì đa phần ấy, thì nó sẽ có hai cái trường phái chơi trong cái game này. Một là đấy, ông này thì lại chọn cái số to này, như mình thì mình hay chọn số nhỏ. Đây mình lại chọn tiếp này, bởi vì cái round 1 này là anh em chỉ được đánh có 50% đam thôi. Đấy, còn đến cái round 2 thì mình cứ cho ông này đánh đi. Đến đây ông này chọn 6, ông này vẫn được đánh này. Đấy, ông này thắng 3 lần. Đến cái round 2 thì là đây, 100% đam này. Thì bây giờ đến lượt mình đánh này, mình chọn con 6 chắc là đã đủ thắng rồi. Bởi vì ông này hết con to rồi. Đấy, thấy chưa? Mình đánh một phát đã được cộng 183 rồi. Thì bây giờ mình sẽ chọn con 9 đi. Chắc chắn là mình sẽ thắng. Rồi. Chọn con 8 thì lấy gì mà đỡ. Đúng không? Rồi phát sau nếu mà có con 10 thì mình chọn con 10 thì lấy gì mà đỡ. Đấy. Là mình thắng, mình vừa ăn được cả last hit luôn. Đúng không? Đấy, thế là mình win rồi. Nó cũng dễ thôi. Nếu mà anh em nào mà chơi còn có nhiều anh em thì sẽ chọn theo nhiều cái trường phái. Là đánh con to trước, sau đấy đánh con nhỏ. Đây ví dụ như anh em sau khi anh em đánh xong nhá, là mình đánh thắng một trận này sẽ được cộng 560 cái đồng Z-Fruit. Và anh em sẽ được cộng thêm cái phần last hit, tức là kết liễu cái con boss đấy. Còn nếu như anh em không phải là người kết liễu, anh em vẫn có thể thắng nếu như anh em gây được nhiều đam, nhưng anh em sẽ không được nhận thêm cái phần reward của cái last hit này. Ok chưa? Còn đây là cái lịch sử của cái anh em chọn bài này, anh em thấy không? Đấy. Còn sau này khi mà PvP ấy, còn đây là boss thôi, còn PvP sau này thì mình sẽ phải đấu trí nó nhiều hơn đấy anh em. Nên là mình nghĩ là cái game này nó cuốn nhất là ở cái chỗ mà mình chọn bài. Thì cái đội dev này cũng có một cái idea nó rất là tốt, rất là hay, để mà nó gây ra cái ức chế, kể cả cái đội hình của bạn ấy nó có thể là tốt đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu mà cái cách tư duy chọn bài hay là cái lối chơi của các bạn nó không ok thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể thua, bị đánh bại với một cái đội hình nó yếu hơn. Đấy, next battle này nhưng mà hết mana. Đấy thì cái game này chơi nó rất là dễ như vậy thôi anh em ạ. Và những cái game chơi dễ như này nó cực kỳ thu hút được người chơi, đặc biệt là dân văn phòng và những cái người mà làm việc tại nhà, bởi vì game này nó không mất thời gian mà nó vẫn có thể kiếm được tiền, đặc biệt là trong cái mùa dịch này. Rồi ok, đó là toàn bộ video ngày hôm nay về cái cách build đội hình cũng như là cái cách mà các bạn sẽ bỏ vốn ra để mà đầu tư và tính lời lãi của cái game Green Belly. Mình review chỉ đem lại mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Anh em nên nghiên cứu kỹ trước khi xuống tiền. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận sớm nhất những cái dự án tốt nhất về các cái game chơi kiếm tiền anh em nhé. Chúc anh em chơi game vui vẻ và kiếm được nhiều tiền. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.